Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ninh Bình tiếp nhận điều trị thêm một ca mắc Covid-19. Tín dụng ngân hàng tăng tốc dịp cuối năm. Người tiêu dùng vẫn mua hàng giả, hàng nhái. Kính thưa quý vị và các bạn, tài nguyên nước Việt Nam tuy được đánh giá là phong phú, nhưng nguồn nước lại phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cấp ngoài biên giới. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, nguồn nước Việt Nam càng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Đây là vấn đề được nhấn mạnh trong Hội thảo Quốc gia An ninh nước và biến đổi khí hậu, thách thức và giải pháp hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam, diễn ra sáng ngày 15 tháng 12 tại Hà Nội. Theo đánh giá tại hội thảo, biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng đến sự sẵn có, chất lượng và lượng nước cho các nhu cầu cơ bản của con người. Ước tính 90% thiên tai liên quan đến nước và ngày càng trở nên thường xuyên dữ dội hơn. Đặc biệt, kịch bản biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan chỉ rõ số lượng bão mạnh đến rất mạnh tăng, gió mùa hè bắt đầu sớm hơn, kết thúc muộn hơn, mưa trong thời kỳ gió mùa hè tăng, số ngày rét đậm, rét hại giảm, số ngày nắng nóng tăng, hạn hán khắc nghiệt hơn. Từ đó, những rủi ro thách thức về an ninh nước càng hiện lên rõ rệt. Nguồn nước sẽ bị thừa vào mùa lũ và như vậy là sẽ gia tăng cái nguy cơ ngập lụt và nó sẽ làm cho nguồn nước sẽ bị thiếu hụt trong mùa cạn và như vậy là hạn hán có thể là sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Cùng với cả nước biển dâng thì nguy cơ về xâm nhập mặn cũng sẽ ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, các chuyên gia đã đề xuất các giải pháp nhằm biến thách thức thành cơ hội để quản lý nước bền vững, đảm bảo an ninh nước. Biến các thách thức đấy thành cơ hội. Tôi lấy một thí dụ như ở Đồng Tháp 10. Là hồi xưa thì chúng ta rất sợ là ngập lũ sâu, nhưng bây giờ những cái vùng mà ngập lũ sâu ấy, trở thành một điều kiện thuận lợi của Đồng Tháp 10 cho nuôi trồng thủy sản. Cái phèn ở Đồng Tháp 10 hồi xưa chúng ta rất sợ, nhưng bây giờ là một cái điều kiện tốt cho du lịch. Ngày 17 tháng 11 vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Theo đó, luật đã thể chế hóa cụ thể chương trình về ứng phó biến đổi khí hậu, mối quan hệ giữa ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh nước, an ninh môi trường nước. Vì vậy, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định sẽ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch bảo vệ môi trường để tham mưu cho chính phủ ban hành kế hoạch chất lượng nước gắn với an ninh nước. Từ sáng ngày 15 tháng 12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay, với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, từ nay đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông. Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng, đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trên lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng tuần tra kiểm soát của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và các chất kích thích ngay khi các phương tiện vào cao tốc. Chỉ trong đầu buổi sáng đã phát hiện một trường hợp lái xe 16 chỗ vi phạm nồng độ cồn. Trong đợt ra quân này, Cục Cảnh sát Giao thông cũng yêu cầu Cảnh sát Giao thông, Công an các đơn vị, địa phương cần nắm chắc tình hình, lịch trình di chuyển và các nơi diễn ra các hoạt động bên lề của các đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn đại biểu dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đi qua để kịp thời chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ đại hội. Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tiếp xúc với người dân, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát giao thông phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và văn hóa ứng xử.
Sáng ngày 15 tháng 12, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo Phụ nữ với hoạt động ngoại giao vì hòa bình nhằm nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong xử lý xung đột và thúc đẩy hòa bình bền vững. Các đại biểu nhận định, mặc dù hiện nay thế giới đã hình thành nhận thức về tầm quan trọng của phụ nữ trong tiến trình hòa bình, nhưng phụ nữ vẫn chưa hiện diện rộng rãi, nhất là trong tham gia ngăn ngừa, hòa giải xung đột. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 cho thấy sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa các nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia đầy đủ, bình đẳng trong các tiến trình ngăn ngừa, giải quyết và tái thiết hậu xung đột, thúc đẩy phát triển bền vững và gắn kết xã hội. Các đại biểu đã thảo luận về định hướng đẩy mạnh vai trò và hành động chung của phụ nữ, đặc biệt phụ nữ cần được đặt ở vị trí quan trọng trong các chính sách, chiến lược, sáng kiến ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Trang bị các kiến thức chuyển đổi số và khoa học công nghệ để phụ nữ tham gia đầy đủ các hoạt động giải quyết an ninh, truyền thống và phi truyền thống. Theo kết quả giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, một số phường tại các quận nội thành Hà Nội như Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàn Kiếm, do điều kiện quỹ đất hạn chế nên chưa đảm bảo chỉ tiêu trên địa bàn có ít nhất một trường công lập ở 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Nguyên nhân được xác định là giữa quy hoạch và đầu tư phát triển về nhà ở với việc quy hoạch và đầu tư xây dựng trường học còn thiếu sự đồng bộ. Chưa kịp thời đầu tư xây dựng trường học tại một số khu vực đô thị hóa nhanh, khu vực phát triển chung cư cao tầng, khu đô thị. Một số dự án đầu tư xây dựng mới các trường trong quá trình triển khai gặp khó khăn, công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Đặc biệt đối với bậc tiểu học, toàn bộ 12 trên 12 quận và một số huyện thị xã như Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng, Sơn Tây có tỷ lệ bình quân học sinh trên một lớp vượt mức quy định, vượt mức 35 học sinh trên một lớp. Càng gần đến thời điểm cuối năm thì tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả càng có diễn biến phức tạp. Dù các cơ quan chức năng đã liên tiếp truy quét các cơ sở kinh doanh sản xuất hàng giả, nhưng vì lợi nhuận mà nhiều đối tượng vẫn bất chấp vi phạm để trục lợi. Điều này gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên truyền hình Thông tấn dịp cuối năm. Dây chuyền sản xuất bít tất này nằm sâu trong xã La Phù, huyện Hoài Đức. Dây chuyền sản xuất được cả loại bít tất mang thương hiệu lớn, nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng gia công hay bất cứ giấy tờ hợp pháp nào với thương hiệu này, thậm chí họ còn không nắm được rõ về thương hiệu. Ra thị trường thì có thì mình không biết đây là của Univino, là của hãng, nên mình có về nhìn lên mẫu mình về mình làm. Trái ngược với những khai nhận về sự thiếu hiểu biết của mình, trong quá trình hoạt động, cơ sở này đã luôn tìm mọi cách để che giấu hành vi vi phạm. Hoạt động rất tinh vi, đóng cửa kín, sản xuất trong nhà. Và khi mà sản phẩm đã thành phẩm thì có xe vào đưa và đưa tiêu thụ các tỉnh tiêu thụ, chứ không công khai ra như các cơ sở sản xuất bình thường khác. Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc hàng giả diễn ra trong nhiều năm qua. Không chỉ mặt hàng bít tất mang thương hiệu lớn, nhiều thương hiệu đồng hồ, túi sách, quần áo, kính mắt cũng bị làm giả với nhiều hình thức tinh vi. Không ít người tiêu dùng trở thành nạn nhân của những hàng giả này. Mình thì cũng có một số lần, một vài lần rất là ít thôi. Mình cũng mua đồ qua mạng thì cũng bị một vài lần là hàng nó không được như ý, không đúng cái chất lượng mà mình mong đợi. Nhưng mà tuy nhiên là cái này cũng là cái lỗi của người tiêu dùng. Là khi mà mình thấy cái giá rẻ, mình mua. Theo Hiệp hội chống hàng giả, 10 tháng đầu năm đã phát hiện xử lý hơn 22.000 vụ, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện có tới khoảng trên 30 ngành hàng bị làm giả, khiến người tiêu dùng khó có thể nhận biết. Đấy là nó có hai loại, một loại là giả nhưng mà người ta bán giá rẻ, cái thứ hai giả nhưng người ta vẫn bán giá thật, nó nguy hiểm ở cái chỗ đó. Thực hiện những cái kế hoạch triển khai của cấp trên thì chúng tôi tiếp tục rà soát, kiểm tra và kiểm soát để không còn cái hiện tượng xảy ra cái công khai sản xuất hàng giả cũng như ngăn chặn những hành vi vi phạm như này. Có một thực tế gây khó khăn cho việc đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, đặc biệt các mặt hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đó là người tiêu dùng vẫn còn ham rẻ và chưa có đủ kiến thức để nhận biết hàng thật, hàng giả. Do vậy, để tháo gỡ cho công tác này, ngoài sự tăng cường của các cơ quan nhà nước, còn cần sự vào cuộc của chính nhãn hàng chân chính và ý thức của đại bộ phận người tiêu dùng.
Việc phần lớn công ty fintech do bên thứ ba cung cấp dịch vụ nền tảng là của nước ngoài có thể làm tăng độ lệ thuộc của hệ thống tài chính ngân hàng vào các nhà đầu tư ngoại. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra trong dự thảo báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế. Trong đó, sự phát triển của các loại hình kinh tế chia sẻ làm gia tăng nhanh các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, giao dịch thanh toán xuyên biên giới, sự bùng nổ của nhu cầu giao dịch thanh toán điện tử tạo áp lực và thách thức lớn đối với các ngân hàng trong nước nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và an ninh tài chính quốc gia. Một số hoạt động của fintech có thể làm gia tăng độ lệ thuộc vào bên thứ ba của hệ thống tài chính như công nghệ robot tư vấn v.v., đồng thời dẫn đến rủi ro cho hệ thống khi cả thị trường hoặc nhiều tổ chức lớn trên thị trường phụ thuộc vào số ít công ty cung ứng dịch vụ của nước ngoài. Theo số liệu được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cập nhật mới đây, tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 9 năm nay mới đạt 6,09%. Tuy nhiên, đà tăng trưởng đã bứt phá nhanh trong tháng 10 và tháng 11, khi chỉ qua chưa đầy 2 tháng đã tăng thêm được 2,37%, gấp hơn 2 lần mức bình quân các tháng đầu năm. Lũy kế đến ngày 27 tháng 11, tín dụng toàn bộ nền kinh tế tăng 8,46% so với cuối năm 2019. Về con số tuyệt đối, ước tính dư nợ toàn nền kinh tế đến cuối tháng 11 khoảng 8,9 triệu tỷ đồng. Trong đó, riêng 11 tháng đầu năm nay đã bơm thêm 700.000 tỷ đồng vào nền kinh tế bất chấp dịch bệnh COVID-19 tác động làm giảm sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Với đà tăng trưởng nhanh trong 2 tháng qua, tín dụng 11 tháng đã thu hẹp khoảng cách so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia trong ngành dự báo các tổ chức tín dụng sẽ đẩy vốn ra thị trường nhanh hơn nữa trong những tháng cuối năm và cả năm 2020, tăng trưởng tín dụng có thể đạt xấp xỉ 10%. Năm 2020, thị trường bất động sản khu công nghiệp của Việt Nam nổi lên là một điểm sáng trong bức tranh chung. Dù dịch bệnh, song tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp lại tăng mạnh. Trên làn sóng đầu tư và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam sau COVID-19, nhiều địa phương đang có kế hoạch mở thêm các khu công nghiệp do thiếu nguồn cung. Đầu năm nay, doanh nghiệp này đã triển khai nhà máy thứ hai với quy mô lớn với tổng vốn đăng ký đạt gần 50 triệu đô la Mỹ. Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song việc Việt Nam kiểm soát tốt nên đã giúp doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng sản xuất. Chúng tôi rất tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp, bạn bè của chúng tôi đang có dự định triển khai dự án tại đây, chỉ là chờ tình hình dịch bệnh ổn định hơn. Nhờ ổn định, trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút hơn 2.000 dự án FDI gấp mới với số vốn đăng ký đạt 13,6 tỷ đô la Mỹ và hơn 1.000 dự án điều chỉnh vốn tăng thêm đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8%. Đến thời điểm này, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp trung bình đạt khoảng gần 80%. Nhiều địa phương đang rốt ráo xây dựng thêm nhiều khu công nghiệp mới trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng mở rộng và triển khai nhiều dự án mới tại Việt Nam. Và định hướng trong thời gian tới, cái kỳ quy hoạch tới này 2021-2030, tỉnh Bắc Giang cũng dự kiến quy hoạch thêm một số khu công nghiệp mới để bù đắp lại cho những cái nguồn đất công nghiệp hiện nay đã hết, cơ bản đã hết, vì là các cái khu công nghiệp hiện nay lấp đầy đến từ 80-90% trở lên. Hiện giá thuê bất động sản khu công nghiệp tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số chuyên gia đồng tình nhận định, dù đang chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhưng việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp sẽ tiếp tục bứt phá. Chúng tôi nhận thấy bất động sản công nghiệp Việt Nam không chỉ là một điểm sáng, mà còn đang phát triển vô cùng năng động trong những năm tiếp theo. Trong khi nguồn cung bất động sản còn khan hiếm, đã có nhiều dự án bất động sản được phát triển để lấp đầy sự thiếu hụt. Tiềm năng và thuận lợi là vậy, song nhiều chuyên gia cũng cảnh báo Việt Nam cần thận trọng trong việc phát triển ồ ạt các khu công nghiệp, bởi việc dư thừa có thể để lại nhiều hệ lụy về môi trường và các yếu tố kinh tế xã hội. Điều quan trọng nhất là phát triển chất lượng các khu công nghiệp theo hướng xây dựng hạ tầng đồng bộ, thuận lợi, đáp ứng nhu cầu của nhiều dự án FDI chất lượng cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 58 làng nghề hoạt động, trong đó 37 làng nghề đã được công nhận. Trong thời gian qua thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP, nhiều sản phẩm của các chủ thể trong làng nghề đã tập trung phát triển để đạt tiêu chuẩn OCOP. Làng nghề chế biến dược liệu Nghĩa Trai, xã Tân Quang thu hút tới 900 lao động tham gia trồng và chế biến dược liệu.
mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 300 tấn dược liệu chế biến các loại. Cùng với sản xuất chế biến theo gia truyền, các cơ sở có quy mô ở đây đã áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, hợp tác xã sản xuất dịch vụ tổng hợp hoa Thiên Phú đã có sản phẩm hoa cúc tham gia đánh giá xếp hàng sản phẩm ở COP. Trước kia thì có khi là người dân chỉ có thu hái về và sấy khô và đóng vào bao bì, bao dứa rồi các loại bao, nhưng bây giờ mình muốn là sản phẩm của mình đóng vào những cái túi hút chân không này rồi là hộp thì nó giữ được cái hương vị của cái hoa cúc. Ngày xưa thì chỉ có mang về và sấy khô luôn. Thị xã Mỹ Hào có 3 chủ thể đăng ký 11 sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm ở COP. Trong đó có 2 sản phẩm của làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong. Hiện nay xã Hòa Phong có trên 1.700 hộ làm nghề mộc, chiếm 54% số hộ trong xã. Với mục tiêu chuẩn hóa cho sản phẩm mộc đạt 3 sao, xã đã xây dựng kế hoạch tập trung hoàn thiện những tiêu chí như liên kết vùng nguyên liệu, mẫu mã, bao bì cũng như chất lượng sản phẩm và các tiêu chí liên quan đến thương mại điện tử. Bên cạnh đó, vận động các cơ sở sản xuất mộc trên địa bàn thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, từ đó xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Mong muốn là để đưa những cái sản phẩm của làng nghề vào để có một cái thương hiệu OCOP để tất cả các tỉnh bạn và một số các đối tác ở rất là xa biết đến được sản phẩm của làng nghề, từ khâu chọn gỗ, chọn phôi như thế nào đạt tiêu chuẩn, và từ tất cả các máy móc thì đều liên tục được thay đổi để làm sao cái nhận ra những cái sản phẩm đẹp nhất và chất lượng nhất cho người tiêu dùng. Ngay sau khi triển khai chương trình OCOP, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ và tăng công suất các cơ sở đã có, hướng tập trung phát triển sản phẩm sạch gắn với công nghiệp chế biến ở vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu, tích cực quảng bá, tiếp thị sản phẩm, phát triển sản phẩm gắn với làng nghề truyền thống để nâng cao giá trị. Giá trị của chương trình OCOP là thúc đẩy các sản phẩm của địa phương ở các vùng miền có những đặc sản có truyền thống. Bởi làng nghề thường có những bí kíp riêng để sản xuất ra những sản phẩm độc quyền. Từ đó, giá trị thương hiệu sản phẩm sẽ rất cao. Những mục tiêu và lợi ích của chương trình mỗi giá một sản phẩm mang lại đã giúp cho các làng nghề truyền thống có thêm động lực để phát triển những sản phẩm chất lượng cao. Qua đó, không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng mà còn giữ gìn được những nét đặc trưng riêng. Ngày 15 tháng 12, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết đã tiếp nhận và điều trị cách ly thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 số 1402, bệnh nhân nữ 37 tuổi, quê ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bệnh nhân trở về từ Saudi Arabia trên chuyến bay số QH9302, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 12 và lần thứ hai vào ngày 9 tháng 12 đều cho kết quả âm tính. Nhưng kết quả lần thứ ba vào ngày 12 tháng 12 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị cách ly tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư. Sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Hiện tổng số bệnh nhân đang điều trị tại đây là 4 trường hợp. Tỉnh Ninh Bình đang tổ chức cách ly và giám sát y tế cho 153 trường hợp. Trong đó cách ly tại cơ sở y tế là 17 trường hợp, cách ly tại y tế cơ sở các cách ly tập trung là 79 trường hợp và cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú. Sáng ngày 15 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị can Nguyễn Phước Châu, sinh năm 1976, thường trú tại tỉnh Tiền Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, năm 2018, Nguyễn Phước Châu từ tỉnh Tiền Giang lên huyện Di Linh làm thuê. Qua mạng xã hội, đối tượng Châu quen biết chị Đoàn Thị Huỳnh Sao, sinh năm 1977, ngụ tại xã Đạm Pờ Ri, thành phố Bảo Lộc. Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2019, chị Sao đi xe gắn máy tới gặp Châu. Sau đó cả hai tới vườn cà phê ở khu vực thôn 6, xã Tân Lâm, huyện Di Linh ngồi chơi. Lúc này bất ngờ Nguyễn Phước Châu rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị Sao tử vong. Sau đó đối tượng Châu lấy xe gắn máy, điện thoại, nhẫn và bông tai bằng vàng của nạn nhân bỏ trốn về Tiền Giang. Tới ngày 28 tháng 11 năm 2019, Nguyễn Phước Châu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại tòa, đối tượng Nguyễn Phước Châu thừa nhận các hành vi
như cáo trạng nêu. Dựa trên những chứng cứ thu thập được, hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người của Nguyễn Phước Châu là hết sức côn đồ, mất nhân tính nên đã tuyên bị cáo mức án tử hình theo điều 123 và điều 168 Bộ luật hình sự. Đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền tổn thất cho gia đình bị hại hơn 350 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.